Chào các bạn quay lại với channel của mình. Mình là Gắt Nguyễn Channel đây. Và hôm nay mình sẽ gã cái nồi chiếc VA này, VA đời sau của Enfa. Thì mình sẽ gã ra, mình để mình canh cái nồi lại. Thì cái nồi nó bị tuột. Thì cái nồi này chỉ cần đi vô hãng mua bố lá và bố ba càng là gắp vô thôi. Là mình chỉ mua bố về mình canh lại là mình gắp lắp vào thôi. Đó. Mình sẽ gã cái nồi này cho các bạn xem ha, cho xem cái nồi, cho các bạn chưa biết cái nồi quay pha ra làm sao mình sẽ gã cho các bạn xem. Rồi ok, giờ mình sẽ gã nha. Mình đã gã cái bô ra rồi, giờ mình sẽ xả nhớt rồi mở từ từ tới nha các bạn. Trong khi cái gác chân này á, mình tiết kiệm thời gian, mình đã mở cái gác máy ra trước ha. Thì mình sẽ mở cái xả nhớt ra ha. Giờ xả nhớt ra nha. Nhớt này mới thay nên cũng còn mới. Lấy cái thau sạch xả ra. Thấy đen gì chứ ở ngoài giờ mới lắm các bạn. Rồi giờ sẽ đợi cho nhớt rút rồi mình sẽ lấy cái thau khác mình chim vô. Cắt cái thau nhớt sạch đó và mình mở ra nha. Giờ gãi ra từ từ hết nha. Tháo cái giò đạp ra rồi thì giờ lấy cái điếu tám mở ra mấy con ốc đầu tám ở trên cái lốc thôi. Cái này mình làm bằng thủ công chứ mình không có bắn bằng cái súng nhỏ nha các bạn. Làm thủ công thôi. Ai có súng thì bắn súng. Rồi kiểm tra hết ốc thì giờ mình sẽ rút cái lốc nồi ra nha. Thì ở trên cái lốc nồi nó có những cái cửa ở dưới để cho mình mở cái lốc ra cho dễ dàng. Thì các bạn lấy búa đóng vào mấy cái cửa đó là lốc nồi sẽ văng ra nha.
Đây cái nồi của quen pha này đây. Giờ sẽ tiến hành mở ra. Zin luôn nha. Chưa từng mở lần nào hết. Gách gòn rồi. Đỡ đi mua gòn khác. Mở nồi nha. Thì mấy con ốc, ba con ốc ở bên cái ba càng á, thì nó có cái đầu tám vậy đó, với cái mũi vít ba ke cho mình dễ thao tác ha. Thì cái này mình canh không cơ khí nha. Giờ lấy súng bắn ra. Thì những cái con tán nồi nó cũng giống như xe bình thường thôi. Thì bốn con ốc chỗ này thì các bạn mở trước cũng được mà mở sau cũng được ha, không có vấn đề gì hết. Đây là cái lò xo nồi có quen pha này. Xo nồi.
Pha này thì nó canh hai miếng đền. Xe này là cái nồi còn ghim nha, chưa mở nha. Hai miếng đền outside. Đổ cái nồi lá. Nóng quá. Rút cục ra thì lấy cái búa thùng. Lấy búa thùng đánh vào cái nồi bát càng. Rồi ra liền. Đây. Nồi bát càng. Nóng quá, nóng quá. Đây là cái búa ba càng có nồi bánh pha. Thì mình có ấy vài lần rồi cho bạn xem. Thì cái này mình đi vớt nhẹ cái chuông lại, nhẹ cái chuông nhẹ lại chút xíu. Và mua cái búa mới lắp vào nha các bạn. Không, đây nó có cái khâu nè. Đây có cái khâu nè. Bánh pha phải có khâu phải không? Đó, thấy khâu không? Đây, khâu đây. Đó. Thì vớt cái chuông lại, mua búa mới lắp vào. Nói không cơ khí chứ cũng phải đi vớt cái chuông này nhẹ lại các bạn, tại vì nó bị sọc nha. Rồi. Còn cái nồi lá. Quá trời nóng rồi. Còn cái nồi lá của nó thì mình cũng đi mua bố về và lắp vào, nhưng mình canh lại cho đúng thước tắc ha. Canh lại là xong, chứ không có đụng tới cơ khí. Phải muốn giữ zin hai cái đế nhôm. Giữ zin nên không có đi vớt. Để bên trong nó, ở dưới nó có miếng đồng đền như thế này. À, cũng giống cái nồi có chiếc WS110 rồi, mình mở cho bạn xem thôi. Quen pha nào cũng phải có miếng đồng đền ở dưới hết. Rồi giờ sẽ đi mua bố về lắp vào ha. Thì quay cho các bạn xem thôi. Nó bị tuột bố nè, xài lâu quá tuột, trời ơi, chai. Chai cứ ngắt luôn nha các bạn. Chứ gì không thể bắt cái nồi được ha. Không thể bung cái nồi bắt để cho cái nồi bốc được ha. Rồi lên hãng Honda mua bộ bố. Bố phíp rồi lắp vào. Đó, thì phíp đặc trưng của Honda thì nó trơn như thế này, nó không có giống như Trung Quốc ha. Đó, mình muốn giữ zin cho nó hơi bắt để mình đi bền á, thì mình khỏi thay cái phíp này. Khỏi thay ba cái phíp giống như Trung Quốc để cho nó bắt ha, để phíp trơn như thế này luôn. Còn các bạn muốn cái nồi đi nhanh á, muốn bắt ok á, thì mua ba cái phíp Trung Quốc lắp vào. Ha. Lắp vào nó sẽ ok. Còn cái zin nó hay quen pha hồi nào giờ thì nó rằng là trơn như thế này ha. Nó chạy không có bốc. Rồi, vậy đi. Gả cho các bạn xem chơi thôi. Để bạn xem kênh này hay, like, subscribe và chia sẻ nhiều người cũng biết nha. Tạm biệt các bạn nha. Cái này là không cơ khí, chỉ mua mới và lắp vào thôi. Rồi, tạm biệt các bạn.